Thưa quý vị, ngoài hoa thì các loại nông sản nhất là trái cây được mọi người ưu tiên lựa chọn để dâng lên bàn thờ gia tiên trong dịp Tết. Những phút cuối của chương trình mời quý vị cùng tham khảo giá cả của một số hàng nông sản trên địa bàn tỉnh những ngày cận Tết nguyên đáng này. Để phục vụ người dân mua sắm, hiện tại nhiều nhà vườn đang tất bật thu hoạch trái cây để cung ứng cho thị trường Tết. Năm nay, các loại trái cây như dưa lưới, bưởi, thanh long hút hàng giá tăng cao. Hiện bưởi da xanh loại 1 có giá 40.000 đồng một ký, loại 2 25.000 đến 28.000 đồng một ký, dưa lưới từ 30.000 đến 32.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ được thương lái thu mua tại vườn 30.000 đồng một ký. Thanh long ruột trắng giá từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký. Giá tiêu tại thị trường trong nước và thế giới hiện đang đi ngang và ổn định ở mức từ 57.000 đến 60.000 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu đang được thu mua với mức 58.000 đồng một ký. Tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức thấp nhất trong cả nước với 57.000 đồng một ký. Còn tại Đồng Nai, giá tiêu ghi nhận ở mức 58.000 đồng một ký. Tại Bình Phước, giá tiêu vào khoảng 59.000 đồng một ký. Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là địa phương có giá tiêu ở mức cao nhất cả nước với 60.000 đồng một ký. Chỉ còn vài ngày nữa là đến tích nguyên đáng quý mão. Thời điểm này, lượng thịt tiêu thụ tăng từ 10 đến 30% so với ngày thường và sẽ tăng cao hơn trong dịp Tết Tuy nhiên so với mọi năm, nhu cầu tiêu thụ như vậy vẫn còn chậm. Thị trường heo hơi khu vực miền Bắc hiện có mức giao dịch từ 51.000 đến 54.000 đồng một ký. Khu vực miền Trung Tây Nguyên, thị trường heo hơi cũng chứng giá dao động trong khoảng từ 51.000 đến 54.000 đồng một ký. Còn tại miền Nam, giá heo hơi ghi nhận mức thấp nhất là 49.000 đồng một ký tại Bến Tre. Các địa phương còn lại dao động từ 51.000 đến 54.000 đồng một ký. Giá heo hơi tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng ghi nhận mức thấp 52.000 đồng một ký.